Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Gaming đó ha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tới một cái chiếc xe tiếp theo. Đó là chiếc xe Convette. Cái hiệu của nó cái kiểu như nó được làm bởi cái hãng Chevrolet mọi người ạ. Mình cũng không biết tại sao nó là như vậy nữa. Thì cái con xe này á, mình có tìm hiểu khá là nhiều thông tin về nó, nhưng mà hình như cái là cái hãng mới và khá là ít người sử dụng hay sao đó các bạn. Nhưng mà cái con xe này là cái con xe được tặng đầu tiên, là một trong những con xe được tặng đầu tiên ở cái bởi thanh niên. Mình đang nói chuyện cái với ông kia, ông cứ nghe các bạn coi nè. Nãy mình đang đứng bên này mình test, trong nào ông chạy qua bên kia ông ủi bay hết mấy cái bên này luôn. Cái đường này là đường test xe ha. Đấy thì cái con xe Convette đời gì đó, Convette Stingray đời 2020 ha. Đây là cái xe này, nó được trang bị cái động cơ LT2 V8 6.2L. Đấy, thì mình cũng không biết thông tin thì mình tìm hiểu được như thông tin thì mình chia sẻ cùng các bạn luôn ha. Cái công suất của nó có thể đạt tới 490 mã lực mọi người ạ. Và có thể đạt hơn như thế nữa, đạt tới 495 lần. Và đây là một cái xe khá là mới trong những cái năm nay. Và mình thấy cái giá bán nó khá là cao là ở ngoài ha. Còn bây giờ đó thì mình ý là mình lấy cái thông tin trong này và mình tìm hiểu ở ngoài để mình so sánh với ở ngoài á. Không biết là trong đây nó như thế nào. Đây là loại nội thất của nó này các bạn. Cái này mình quay nhanh quá thì nó sẽ ấy, nó không cho coi sao các bạn ạ. Đó, thì coi tạm như vậy thôi ha. Cái vô lăng hình lục giác nè, và cái cục đồng hồ này á, mình tìm hiểu là nó cái độ rộng của nó là 12 inch. Rồi còn có màn hình phụ nè, các nút để điều khiển như một cái chiếc siêu xe bình thường thôi. Đó, hai ghế, đó nó cũng là một cái siêu xe. Trời ơi, mình cứ canh sao mà cứ chạy chạy tới hoài vậy trời. Các bạn thấy cái mô đó có đã không? Là tất cả những con xe hiện tại mình đang làm đó là những cái con xe zin ha. Còn về độ thì sau này mình sẽ ráng mình cày cuốc và mình training nhiều hơn để mà mình có thể độ full điều kiện cho đó. Rồi ok. Rồi mấy ông kia chạy kìa. Ok thì giờ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái quãng đường tính tới cái mốc hình như mình không biết bao nhiêu cây nữa các bạn. Nên là mình cứ chạy tới cái mức đường đó thì để coi cái tốc độ lên từ 0 tới 100 có lẽ không ha. Rồi bắt đầu nè. Kẹt tua trước. Lên. Ui. Nó cũng khá là nhanh đấy các bạn. Hộp số này như mình thấy là nó ghi thông số là 8 cấp rồi đó. Rồi được 140 các bạn. Chạy đó 140 sắp hết đường luôn rồi. Mình phải dừng thôi. Chứ không là nó ủi ra ngoài kia luôn đấy. Ghi là ngoài đất rồi. Ôi bạn ơi. Bởi thanh niên chưa review nữa. Ông ủi với mình sao rồi. Để coi coi. Rồi bị móc cái bên trái các bạn nè. Chạy tùm lum bà la nè. Bên cửa nè. Ủi vô nè. Ui ghê chưa. Thì mình canh hồi nãy tới giờ thì lúc trời mưa, vừa tạnh mưa là mình mở lên mình quay cho các bạn xem liền. Vô tình tới tối nè, đó các bạn. Thì mình chúc tất cả các bạn có một mùa Giáng sinh thật là an lành ha. Tuy là pháp bông dành cho Happy New Year hay gì mình không biết. Nhưng mà cái mùa là mùa Giáng sinh, cũng sắp tới Giáng sinh rồi. Thì mình chúc tất cả các bạn có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ nha. Ok. Tiếp tục nè. Ui, có pháp bông luôn kìa. Cái mô này nghe vẫn chưa rác các bạn ạ. Cái mô này mình cảm thấy vẫn chưa ưng ý nè. Cũng hay đó nhưng mà mình cảm thấy nó chưa ưng ý thế nào. Ui giờ mấy ông nội nó hút bay hết mấy kia luôn các bạn. Mấy cái chỗ mà để mà đua nãy nè. Hồi nãy là khúc đâu đây nè. Ui. À đây 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 bên này. Đó rồi kìa. Thanh niên mới đó xong. Ủi luôn. Bởi chữ thiệt các bạn. Đi làm xe chạy tối ha. Để mình ráng kéo dài thời gian một tí xíu để mà cho nó sáng chó đẹp á. Đó thì ở đây là cái cảnh. Được coi coi. Đó, để mình quay bánh. Yeah. Mấy ông kia chắc nhìn phái phái chạy đất miếng. Ui. Kìa hai ông kia tông chạy. Mình được quay bánh cái hai ông kia ủi dẫu. Ok. Mới trưởng, mới trưởng. Rồi ok, né nhau rồi. Mình quay bánh cái ảnh tông nhau các bạn. Để đây, riết cái. Khó quá các bạn ơi, cái này hình như phải bắt đà các bạn.
Thôi đi đi. Ở với thành niên đúng không, thành niên? Gì vậy? Thành niên chạy chiếc xe gì kìa vậy? Đỉnh à. Ôi mấy chiếc đời cổ cổ không, mấy thành niên này thích chơi đời cổ các bạn. Đúng không? Đúng không? Ôi thành niên không đua các bạn. Thôi đồ nhiều quá, trời sắp sáng nè. Bây giờ mình sẽ chọn cái cung đường cho dài 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 tí, mình test cái độ đạo của xe hay là mấy cái thông số thắng phút thì các kiểu ha. Quên, trước tiên nào các bạn coi cái ngoại hình nè, hơi bể tí xíu đó, nó có một cái hốc gió. Ở trước thì cái đèn những cái siêu xe này các bạn nhìn cái mặt trước nó cũng gọi là bình thường quá ha. Ui, quá đẹp luôn ha, siêu xe mà, cái này một những chiếc siêu xe đắt đỏ các bạn. Nên cái ngoại hình của nó là khỏi phải bàn tới rồi này, cạn gió này, cạn gió zin nè, bô 4 bô này, cái cặp mâm sáng láng, mình nghĩ là hướng về CNC, không biết có đúng không à. Ở cái logo của Convette, nhưng mà tại sao nó lại hình như nó gộp chung với cái hãng Chevrolet các bạn. Mình tìm hiểu thì cái xe này nó có liên quan gì tới cái hãng Chevrolet các bạn ạ. Đó, riết chứ. Trời mưa quá nên nó không riết được các bạn. Thôi, tao mặt quá. Ok, bây giờ mình sẽ tìm cái cung đường nào đó. Thì những cái nhiệm vụ á, mình để mình làm hết xe rồi, có thể là mình không có gì làm nữa, mình sẽ trải nghiệm với các bạn xem á. Chứ giờ mình đi làm nhiệm vụ giờ mình cũng quay thì cái kiểu như sợ các bạn buồn, các bạn chán á. Rồi, chạy cái cung đường đó nè. Đó, cái góc nhìn thực tế nè, góc nhìn thứ nhất của nó đây các bạn. Thì những cái siêu xe nó đều có đồng hồ, mình cảm thấy nó tự tưởng nhau à. Nó khác, nhưng mà ý là cái kiểu màu mẹ, cách lên tua, cách vòng tua và cái cảm giác á. Rồi khá là ok. Trời hơi mưa. Đúng không thanh niên? Đúng không? Rồi quay đầu xe nè. Rồi để mình lắc cho mình cân coi. Lắc không được các bạn, cái này nó không có lắc. Ủa sao chỉ cái đường tao lao thế? Ừ sao quá. Bậy bạ hết sức. Cái đường này không có qua được các bạn. Trời hơi mưa, trời sáng rồi nè, hay quá. Giống đường cao tốc vậy. Đường nó không qua được, để mình canh cái đường nào mà nó có thể nó hợp lý chút chứ. Đây 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 đây. Đâu qua cái anh trai. Ui. Mình chưa biết bật cái đèn ưu tiên hay đèn xi nhan các bạn. Mà hoài mà chưa mở ra. Thôi cái lúng luôn ha. Như đúng rồi đó, để mình ráng mình chạy lên mất tốc độ luôn nè. Trời ơi, bay cái biển số hèn chi mình thấy nó thiếu thiếu. Bay biển số thanh niên với thanh niên, ủi mình bay biển số luôn các bạn. Tầm tư nè, số 5 nè. Rồi qua số 6 rồi. Ui, đã quá, số 6, 6. Chạy cũng khá êm. Cái mô này mình không thích cho lắm. Mình kiểu thích mô húng á. Mô này cũng mình không thích cho lắm nha. Sáu rồi các bạn ơi, 161, 162 gì đó là hết max speed. Cái này chưa được độ max speed ra rồi. Ủa hồi nào chạy công trình này cũng căng cực cơ chứ. Rồi 164, 165, 166 đây mình đang xuống dốc ha. 168 đến 170 xuống dốc. Bây giờ như cái hệ thống kia là hệ thống chống trượt các bạn. Đâu để mình cua thử nè. Cái xe này khá tốt ấy. Không có như mấy xe em bữa. Mấy xe em bữa là mình cua là nó bị trượt bánh liền. Cái xe này cái độ đảo của nó khá là tốt ha. Còn thắng chưa test. Bây giờ giảm giảm thì giảm xuống tí. Thì chắc tốc độ của nó chắc tầm 169 nên cho 170 xuống dốc đi ha. Đó. Giờ coi mình thắng nè. Ồ thắng là nó 7 các bạn. Sau nãy cái kiểu như mình thắng cả hai bánh thì nó sẽ bị vẫy, vẫy đuôi, vẫy đầu, vẫy đít vậy. À, mình thắng một cái thôi là có ABS.
coi test số đồ thắng này. Cái đồ đảo đồ cua thì nó cũng được, được hơn mấy chiếc xe trước, hai chiếc xe trước. Ồ, thắng cũng ok các bạn, thắng một thắng á thì ok, thắng hai bánh là nó sẽ bị bẫy cả hai thắng nè. Đó, nó vẫn bị bẫy, có một bánh thì được các bạn. Cái bức tốc của nó mình cũng không cảm thấy là tốt vì xe zin mà, nhưng mà đối với những cái xe khác của mình cũng kéo hơn á. Ui, chiếc Lamborghini đi các bạn. Thôi đi, thôi là mình cũng có qua vòng tay nè, qua vòng trí. Trời sương mù, biết trời sáng trời tối nữa. Cái lúc giảm số nghe đã lắm nha. Un cái nó về ga cực kỳ hay. Thanh niên chạy, ôi thanh niên cho mấy thanh niên cho bay tàn với xe xịn không các bạn kìa. Combo này đúng không? Đúng không? Gì phá? Được, mình dính, mình chơi với đó các bạn. Ồ, Lamborghini các bạn. Trời, con vết nè. Con vẹt mà sợ lắm các bạn. Xe này tí chắc mình trả xong mình đi sửa cho ói tiền luôn. À, đua gì vậy? Huracan. Cái là chiếc Huracan. Đua hay vậy các bạn? Ây da, quái tèo, mình không để ý luôn nữa. Đua, hình như mình đang đua các bạn. Đang gạ kèo đua. Ok lắm. Ủa mà sao, thằng này nó chạy đúng tiếng vậy? Ok, chạy thằng đi luôn nha. Còn biết mà thua. Double. Ây da. Ôi. Hậu trưởng các bạn ơi. Thôi chắc thua thành điên quá. Lần đầu tiên chạy chưa điêu mà mình đặt đúng thà đua rồi đó chứ. Rồi thua các bạn. Mấy xe này nó ủi nhau kinh lắm. Ủa, mấy cái đường cầu rồi mình ủi hết luôn các bạn. Rồi xong. Thua rồi. Lâu rồi các bạn. Ủa sao mà nó chạy theo một cái con đường ghê lắm. Ủi luôn, ghét. Chờ anh đi cái cây nghĩ lên. Từ đó nó vượt con trái kìa. Ô cái kiến con trái mình bị ấy luôn rồi. Mình đuổi đét xe luôn. Cái xe này biết có sửa này kia không, nó chạy phá quá. Bể kiến rồi các bạn. Lát. Ui lật xe luôn rồi kìa. Vậy còn cái kiến hậu hơn các bạn. Ngọc xe là xe khác rồi, có xe trước, thật kỹ xe trước. Chơi với xe trước ha. Tắt ra đây đi. Nếu mà chạy đèn vàng nào không thua đâu, xe tốc độ không thua xe đó đâu. À đây đúng rồi. Ôi nó đẹp mình kìa. Ôi đã đấy. Nó xin xe mất mà có vài tổ chức trong đây á. Rồi lại ấy nữa mà không biết thắng, mà chưa quen cái cách thắng đó rồi. Lỗi nhiều quá. Đấy, mình ép chim em đúc thì thôi phải. Tham chạy quá. Xe nó bị hết rồi. Ây da, rồi, lọt mương. Không sao, lên được. Vẫn dẫn đầu. Kìa. Thanh niên kìa, thanh niên chạy xong rồi đó. Vượt nè, Ơ, đưa thanh niên ghê ta. Thanh niên, vượt á. Thanh niên, ui, phết rồi thôi nữa các bạn. Ủa, thêm thanh niên nữa. Mình thấy có một thanh niên nữa, mà thanh niên kia chắc yếu rồi. Mình với thanh niên này chơi hay hơn. Thanh nhẹ nè. Convert với Lamborghini nè. Ôi, độ cao quá. Mình bo qua nó không có phải trượt.
Trời ơi, phê dây cho anh làm luôn. Nhìn dẫn vô đường luôn. Chạy đâu, chạy đâu, chạy bao xa. Ok, ok. Ô, có chiếc gì nữa nè. Ôi giờ sao mình đụng không vậy? Đường này nhỏ quá, mình chạy ốc trên này, mình không canh nổi. Không canh quen chứ phải không nổi. Ô, thanh niên kia bắt đầu giờ chạy xong rồi đó, ngó rồi đó. Chiến rồi đó. Gì đó nha. Chạy trăm mấy luôn rồi. Ô, xe đốt có lẻ các bạn. Supra Hurricane. Đó, qua qua đã, qua đã, qua đã. Ờ, thanh niên xa rồi. Yếu gì? Yếu gì thanh niên? Sợ ra. Chắc sợ mình rồi. Chạy ra cua chạy trăm mấy luôn mà không có gì. Đỉnh. Rồi thanh niên yếu các bạn, để mình chờ. Trời ơi, nó lên chậm quá. Không sao, thanh niên chạy trước đi. Hơi khó dành tí xíu. Ồ, chơi góc nhìn này đua đã lắm các bạn. Đây đây, để lấy thêm thanh niên nha. Ủa nè, ủa nè, ủa nè, ủa nè, ủa nè. Trời ơi, mày thông luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi, thì thôi chắc là mình sẽ kết thúc cái tập này từ đây ha. Mình đã tìm khá nhiều thông tin về chiếc này, nhưng mà mình tìm vẫn cái kiểu như cái kiến thức của mình đó, nó còn hạn hẹp á. Thì rất vui vì đã trải nghiệm cùng các bạn. Thì sau này mình sẽ cố gắng để mình cải tiến thêm và mình cố gắng hơn để cho ra những cái tập video hay hơn, vui hơn ha. Thì tại vì bây giờ mình đang làm về xe này kia, mình làm cái content đó nên mình chưa có nhiều cái bạn bè để mà có thể tổ chức những cái content như đi phượt, đi đua hay là đi phá phách này kia ha. Thì ok, mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Thì mình chúc tất cả các bạn có một ngày học tập và làm việc thật là vui vẻ, một mùa Giáng sinh an lành nhé mọi người nhé. Nếu thấy hay và vui thì các bạn đừng quên để lại cho mình thêm một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ha. Ok, bye mọi người. Giờ về chỗ xe thế nào? Xe mình quên chành luôn.